Thưa quý bà con, cô bác, mình toàn đang lưu thông ở dưới khu Sun Quốc đây, cái ga Đại Dương của khu Sun Quốc, và lưu thông về phía chợ Cái Răm. Đây là các xe chở du khách du lịch. À, trước chúng ta là khách sạn Mường Thanh. Ôi, hình như là gai Tây hay gai Việt đấy, mà nước hoa thơm phết nhỉ. Gai Tây, Tây đúng hơn. Thơm phết. Đây, và khu này là khu phố cổ của Hạ Long Bay đây. Các cái nhựa ở các cái trắng trắng bên trên ấy, là đấy là khu vui chơi, mà phải nói cái khu này đúng rồi, mình toàn vừa đi xong khiếp luôn. Ở dưới Hạ Long này là khu này, khu đang xây dựng. À, khu này là đang xây dựng. Hôm trước em xuống cái Vietcombank thế này à? Đây à? Đây, phía bên trên này là một đồi thông à. Một đồi thông luôn. Thank you.
À, mình thưa quý bà con cô bác, chúng ta đến đây là một cái vòng xuyến. Nếu mà chúng ta đi thẳng ra ngoài kia là nó sẽ là ngã ba Hùng Thắng, và chúng ta sẽ phải để chúng ta về về chợ Cái Răm. Chúng ta về chợ Cái Răm nhé. Ở đây có mấy cây xanh đẹp này. Chết, gặp anh đi xe nguy hiểm quá. Ôi ôi, và sầu riêng. Và đầu chúng ta rẽ vào chỗ Cái Răm là cái đường nào đây? Chưa đến nơi à? Đây này, chỗ này bán trâu bán ế này. À, đường này là đường Hạ Long. Đây chúng ta gần đến đây, chúng ta rẽ trái, rẽ trái là đi vào chợ Cái Răm rồi. Hôm trưa mình không ăn gì, mãi quay quá không ăn gì luôn. Đây chúng ta gần đến chợ Cái Răm rồi, và đây là chợ Cái Răm. Em vào mua nhiều không? Thế có phải anh vào? Em vào nhá. Để tìm cái